Đây là một khu rừng tự nhiên nằm sát khu đô thị tập trung dân cư và cũng là một hình ảnh thường thấy tại hầu hết các thành phố vệ tinh thuộc ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Từ tháng 5 cho tới cuối tháng 11, những con đường mòn xuyên rừng như thế này ít khi vắng bóng các cư dân địa phương, vì những khu rừng tự nhiên rộng lớn và xanh mát thực sự là một thành phần không thể thiếu trong quy hoạch đô thị và đời sống của người dân nơi đây. Thật là thú vị khi chỉ cần bước chân ra khỏi nhà từ 5 đến 10 phút là tôi đã có thể tới với một khu rừng tự nhiên xanh mát và một đường mòn xuyên rừng như thế này. Những khu rừng rộng lớn ở khu vực ngoại ô thủ đô nước Mỹ không chỉ giúp bảo tồn các loài động thực vật, giúp cho môi trường sinh sống của cư dân địa phương được trong lành và xanh mát hơn, mà thực tế những khu rừng và những đường mòn xuyên rừng này còn là nơi để người dân địa phương có thể tham gia tập luyện thể dục thể thao, thư giãn, tạo ra một cuộc sống trong lành và lành mạnh hơn. Những khu rừng tự nhiên và không gian công viên cây xanh được các đơn vị có thẩm quyền tại địa phương chăm sóc quản lý, cùng với sự chung tay của rất nhiều chương trình thiện nguyện giúp bảo tồn, dọn dẹp vệ sinh và quảng bá hình ảnh, giá trị. Những không gian xanh như thế này cũng là một địa chỉ sinh hoạt quen thuộc của nhiều hội đoàn khác nhau, trong đó có các hội đoàn gốc Việt với nhiều hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của các gia đình. Dĩ nhiên, họ rất vui khi họ được tới một nơi là gặp được nhiều thân hữu. Nghĩa là trong thời gian làm việc ít khi nào mình có cơ hội mà họp lại một nhóm mà trên 100 người mà để ăn uống, ca hát và cùng nhau chia sẻ những niềm vui. Vào thời điểm này trời đã lập thu, trong các khu rừng tự nhiên và công viên cây xanh ở khu vực thủ đô nước Mỹ, lá cây đã bắt đầu đổi màu. Chỉ vài tuần nữa thôi, cư dân địa phương và du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục của mùa lá đỏ rực rỡ nơi này. Những khu rừng tự nhiên và các không gian công viên cây xanh như thế này thực sự là tài sản thiên nhiên vô giá mà nhà chức trách lẫn người dân địa phương chung tay gìn giữ dựa vào luật lệ lẫn ý thức.